Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chuyên mục Nhà đẹp của MAXHOME. Như thường lệ, ngày hôm nay chúng tôi sẽ lại lên sóng số tiếp theo để có thể giới thiệu cho quý vị những công trình đẹp được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế trong thời gian gần đây. Nhưng mà trước khi mà chúng ta vào khám phá công trình chính thì hãy cùng nhau với Ngọc Huyền đi tìm hiểu đôi nét về quy trình để làm ra một bản vẽ thiết kế là như thế nào quý vị nhé. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Nơi đây thì sẽ là trụ sở chính của MAXHOME tại miền Bắc. Và quý vị có thể nhìn thấy xung quanh tôi đây là rất là nhiều các kiến trúc sư này đang ngày đêm miệt mài làm việc để có thể là nhanh chóng bàn giao hồ sơ đến tay quý vị khách hàng. Và như quý vị thấy ngay bên cạnh Hồng Huyền lúc này thì đó chính là một anh kiến trúc sư. Xin chào anh ạ. Chào Ngọc Huyền. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Mình là Quang Long, đến từ phòng 3D ngoại thất. 3D ngoại thất ạ. Thì công việc chính của anh thì sẽ là làm những gì ạ? Mình sẽ dựng ngoại thất của căn nhà này. Dựng ngoại thất căn nhà. Thế vậy thì bình thường thì khoảng tầm bao nhiêu lâu thì anh có thể là bàn giao được một cái ngoại thất hoàn chỉnh? Cái này cũng tùy vào kiểu kiến trúc của căn nhà này nữa. Nếu mà công trình khoảng 1-2 tầng mái Nhật, mái Thái thì sẽ 1-2 ngày. Còn công trình tân cổ, cổ điển, lâu đài có thể từ 3-4 năm, có thể đến 1 tuần nữa. Tùy vào độ khó và khách hàng chỉnh sửa nhiều thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho Hồng Huyền và quý vị khán giả biết là quy trình để làm nên một cái bản vẽ thiết kế như thế nào không ạ? Quy trình của công ty là từ đầu sẽ về nhà khách hàng khảo sát khu đất, lấy ý tưởng của khách hàng, sau đó là các bạn sẽ tiếp nhận và thiết kế mặt bằng. Từ mặt bằng sẽ chuyển sang phòng 3D của mình. 3D của mình khi là hoàn thiện sẽ đến triển khai hồ sơ kỹ thuật, kiến trúc, kết cấu, điện nước và dự toán ạ. Có nghĩa là dự toán thì sẽ là cái phòng ban cuối cùng đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Vậy thì không biết là trung bình khi mà chúng ta hoàn thiện xong một bộ hồ sơ này, từ lúc bắt đầu này đến khi mà bàn giao quý khách hàng thì khoảng tầm rơi bao nhiêu ngày ạ? Cái này thì bình thường nó sẽ từ 30 đến 45 ngày. Dạ. Nếu mà độ khó cao hơn thì có thể mất thêm một chút thời gian nữa. Nhưng mà nếu mà khách hàng cần hồ sơ gấp cũng có thể nhanh hơn, khoảng 20 ngày đã có rồi. 20 ngày là có rồi anh. Đúng rồi. Vậy thì nếu như mà trong quá trình mà ví dụ khách hàng yêu cầu là phải đẩy nhanh tiến độ thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ phải là tăng ca rất là nhiều để có thể bàn giao đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì em cảm ơn anh những chia sẻ vừa rồi nhé. Ok, chào Ngọc Huyền. Quý vị thân mến ạ, vậy vừa rồi thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với lại kiến trúc sư Quang Long để có thể tìm hiểu về quy trình để ra một bản vẽ hồ sơ thiết kế. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy đến với công trình chính ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của MAXHOME. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu công trình để chúng tôi thiết kế cho gia đình của nhà chị Hoa tại Hà Tĩnh. Và công trình này được thiết kế theo phong cách hiện đại với hệ mái bằng và 2 tầng. Trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu đôi nét về MAXHOME. Quý vị thân mến, quay trở lại với công trình của gia đình nhà chị Hoa ngày hôm nay. Như tôi có vừa nói thì công trình này được thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại hệ mái bằng. Và chúng ta sẽ có thêm một cái phần chóp ở trước như thế này, được đổ bằng bê tông. Nó tạo thành một cái điểm nhấn cho cái phần ngoại thất của căn nhà. Công trình của chúng ta được thiết kế theo phong cách hiện đại. Phong cách hiện đại là một trong những phong cách mà được phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Phong cách này ưu tiên bởi sự đơn giản, thanh lịch và vô cùng trang nhã. Phong cách hiện đại sẽ thường xuất hiện ở trong những căn nhà phố hay là những căn nhà mái bằng như thế này. Và phong cách này đều được sử dụng những vật liệu, chất liệu thì đều là những vật liệu mới. Như là mà ngoài cái phần bê tông cốt thép thì ta sẽ có những phần như là phần kính này, hay là phần gạch ốp lát. Màu sắc cũng là một trong những yếu tố rất là quan trọng quyết định đến cái vẻ ngoại thất của công trình như thế này. Và màu sắc của chúng ta được pha trộn vô cùng hài hòa với lại 3 màu sắc chủ đạo. Đầu tiên là màu sơn trắng này, nó sẽ xuất hiện trong các mảng tường. Cái thứ hai đó chính là cái màu xám ghi ở cái phần gạch trang trí này. Và cái thứ ba đó chính là cái phần màu nâu. Màu nâu thì sẽ nằm ở những phần như là phần gỗ nhựa ốp tường. Tất cả những màu sắc này thì đều được pha trộn vô cùng hài hòa. Nó làm tăng lên cái vẻ đẹp hiện đại cho công trình. Và nhìn vào bức ảnh này thì chúng ta có thể thấy được là hệ thống cổng và tường bao cũng được thiết kế làm sao để đồng nhất với lại ngôi nhà chính ở phía trong. Phần cổng cũng được làm bằng chất liệu đó chính là sắt hộp sơn tĩnh điện màu đen kết hợp cùng với lại màu nâu. Riêng một cái phần khu vực một bên của phần cổng thì sẽ được ốp bằng chất liệu là đá chẻ để giúp cho cái phần này tránh khỏi rêu mốc và nứt vỡ. Và trước cổng của căn nhà thì cũng có thêm một cái hệ thống bồn hoa nữa để chúng ta có thể là trồng cây kết hợp cùng với lại những cái gạch bông gió như thế này. Nó sẽ tạo nên một cái vẻ rất là hiện đại cho căn nhà. Vì là công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại nên là quý vị có thể thấy ở ngôi nhà này từng những cái đường nét màu sắc này được pha trộn rất là hài hòa và đơn giản. Công trình được thiết kế với hệ bậc tam cấp đi lên làm cho công trình trở nên cao ráo và bề thế hơn. Và đặc biệt thì sau này cái phần đường ở phía ngoài có tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Và hệ bậc tam cấp này xét về phong thủy thì nó sẽ mang ý nghĩa là thiên địa nhân. Nó sẽ giúp là mang lại nhiều cái may mắn và tài lộc cho gia đình. Ở phía trước này thì ta cũng sẽ có thêm một khu vực bồn hoa. Bồn hoa thì sẽ giúp là làm tăng thêm cái vẻ đẹp cho ngôi nhà, giúp ngôi nhà thêm hòa nhập với thiên nhiên. Tuy nhiên thì quý vị cần phải lưu ý trong vấn đề thi công là phải xử lý chống thấm cho kỹ để tránh sau này là cái nước nó sẽ thấm ngược lên và nó thấm vào cái khu vực chân tường, gây ảnh hưởng đến kết cấu của căn nhà. Và có rất nhiều cách để chúng ta có thể là xử lý chống thấm. Cách đầu tiên là chúng ta có thể là chát giày phía bên trong, sau đó tôi sẽ đổ hộp nhựa và cho phần đất vào để trồng cây. Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng là keo đất sét chống thấm này, sử dụng nhựa đường, silica hay là bằng dán bitum. Căn nhà này của chúng ta này từ xuyên suốt từ tầng 1 lên tầng 2, tất cả những hệ thống từ cửa chính đến cửa sổ thì đều được làm bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Ở đây thì riêng phần cửa chính này của chúng ta thì sẽ sử dụng bằng chất liệu đó chính là cái loại kính 2 lớp. Phần khung nhôm và bảo vệ ở phía bên ngoài thì cũng có rất là nhiều những chất liệu và độ dày khác nhau, như là nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Và tùy vào từng điều kiện tài chính của mỗi gia đình mà chúng ta sẽ sử dụng những cái hệ nhôm khác nhau. Còn kính căn nhà này, như tôi có vừa nói, sử dụng là kính 2 lớp. Thì ở giữa sẽ có một cái lớp nan hoa đồng, nó sẽ có tác dụng là tạo một cái khoảng không ngăn cách ra hai mặt kính. Và khi mà tạo được khoảng không như thế này rồi thì nó sẽ có tác dụng là cách âm, cách nhiệt vô cùng tốt. Toàn bộ hệ thống cửa phụ, cửa sổ, cửa đi được làm bằng chất liệu là kính thường, kính cường lực thường thôi ạ. Thì nó cũng làm tăng thêm một cái vẻ thông thoáng cho ngôi nhà. Và nói đến cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực thì chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề tiếp theo, đó chính là cái phần phụ kiện. Phụ kiện là một cái phần rất là quan trọng mà nhiều khách hàng thường hay bỏ qua, hay để hết cái phần này dành cho thợ. Nhưng mà quý vị nên nhớ này là cái phần phụ kiện mới là cái mà chúng ta nên chỉ định. Ví dụ như là phụ kiện nhôm hệ sinh pha chẳng hạn thì sẽ đi kèm với phụ kiện Kiên Long chính hãng. Rồi quý vị cần phải lưu ý nhé, xem là tay nắm loại gì này, bản lề loại gì này, và đặc biệt là cái phần keo liên kết. Phần keo liên kết thì sẽ là cái phần mà liên kết giữa phần tường này cũng như là cái phần khung nhôm. Quý vị thử tưởng tượng nếu như chúng ta sử dụng các loại keo liên kết không tốt này, một thời gian sau thì nó bong chóc ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của cửa. Toàn bộ phần lan can ở ngôi nhà này thì đều được sử dụng bằng chất liệu đó chính là kính cường lực để có tác dụng là làm cho không gian ban công của chúng ta nó sẽ trở nên là thông thoáng hơn và không bị che chắn tầm nhìn. Đây là một góc nhìn khác ở căn nhà này, căn nhà trở nên vô cùng nổi bật và tinh tế cho mọi góc nhìn. Còn đây thì chính là cái phần hệ thống mái ở phía trên. Ở căn nhà của chúng ta thì tôi có giới thiệu là sẽ tạo một cái hình chóp như thế này để khi mà chúng ta nhìn phần mặt trước của công trình ấy, thì công trình trở nên vô cùng bề thế và đồ sộ, và đây nó sẽ tạo thêm một cái điểm nhấn cho căn nhà. Còn toàn bộ phần phía sau này thì sẽ là khu vực phần mái bằng bê tông. Mái bằng của chúng ta thì sẽ được thiết kế là đổ trực tiếp bê tông lên dàn cốt thép, tạo thành một mặt phẳng kiên cố và chắc chắn. Mái bằng thì có rất nhiều những ưu điểm nổi trội như thi công dễ dàng, tốn ít chi phí và thời gian thi công nhanh. Thi công nhà mái bằng đơn giản nhưng mà lại vô cùng tinh tế. Quý vị có thể nhìn thấy ở trên này thì chúng tôi cũng đã thiết kế cho gia đình này. Ngoài hệ thống mái bằng bê tông ở dưới thì phía bên trên thì sẽ sử dụng thêm một cái hệ thống mái tôn. Mái tôn này thì sẽ có tác dụng này, nó sẽ giúp là chống thấm này, cũng như là chống được cái nóng rất là tốt. Ở phần mái tôn này thì sẽ có cái chiều hướng là ở phía bên trên này, dốc ngược về phía sau căn nhà. Khi mà chúng ta trời nước mưa, chúng ta rơi xuống chẳng hạn nhé, thì nước nhanh chóng này sẽ rơi về phễu thu ở phía dưới này. Đó, rồi thắt nước xuống bên dưới thì ngôi nhà của chúng ta sẽ không lo cái tình trạng là thấm dột. Và trên hệ thống mái của chúng ta thì cũng có thêm một cái hệ thống giếng trời nữa để lấy ánh sáng tự nhiên cũng như điều hòa không khí cho gian phòng. Đây là những góc khác này. Và đây khi mà chúng ta nhìn từ phía bên trên xuống thì có thể thấy là ngôi nhà của chúng ta nằm trên một cái khuôn đất theo cái hình ống như thế này. Thì chúng tôi thiết kế nên từ hệ thống cửa chính bước vào bên trong này là một khoảng sân rất là rộng để chúng ta có thể là bố trí được khu vực sân vườn này, rồi hay là chỗ để xe. Còn từ đây sẽ là khu vực đi vào căn nhà. Và ngoài ra thì ngay ở phía mặt sau công trình nữa, chúng tôi cũng có thiết kế ra một cái khoảng để chúng ta có thể là cho căn nhà thêm thông thoáng hơn này, tránh bị tù. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về phần bóc mái. Phần bóc mái của công trình này thì chính là cái phần mà chúng ta có thể nhìn thấy này, là toàn bộ không gian bên trong của một ngôi nhà. Khi mà chúng ta mở cái phần mái ra và với góc nhìn từ phía bên trên xuống như thế này thì có thể thấy được là toàn bộ không gian bên trong, từ những khu vực nào này để bộ bàn ghế này, khu vực nào để giường ngủ này, khu vực nào để tủ quần áo này, thì trong cái phần góc mái được chúng tôi có hết. Và cái phần này thì nó cũng sao chúng quý vị thấy được là cái phần công năng bên trong căn nhà nó sẽ có những cái gì. Phần bóc mái đều được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế hoàn toàn miễn phí và sẽ đi kèm với lại bộ hồ sơ thiết kế nhà, nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Ở căn nhà này thì từ hệ thống cửa chính bước vào bên trong thì sẽ là một cái khu vực phòng khách. Phòng khách ở đây thì có một bộ sofa khá là lớn, một cái bàn, một cái bàn tròn như thế này thì chúng ta có thể là thoải mái tiếp khách này. Và khu vực phòng khách thì sẽ nối liền và liên thông với khu vực phòng bếp kết hợp phòng ăn. Theo những cái căn nhà hiện đại ngày nay á, thường thường là người ta sẽ có cái xu hướng là khoe chọn cái căn bếp của mình ra. Tại vì căn bếp hiện thì ngày nay thì gia chủ đầu tư chăm chút rất là nhiều từ những cái thiết bị nội thất cơ bản. Chẳng có lý do gì mà chúng ta bếp đẹp này, mọi thứ không gian đẹp chúng ta đã không khoe ra cả, đúng không ạ? Chính vì thế mà có thể thấy rằng là cái phong cách hiện đại nổi bật rất là nhiều ở trong thiết kế như thế này. Phía tiếp theo này, sau không gian bếp thì sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này có thiết kế đẩy lavabo phía ngoài, phía bên trong thì sẽ là khu vực bồn vệ sinh kết hợp cùng với lại hệ thống vòi tắm sen và có thêm một vách ngăn kính để ngăn nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng vòi tắm. Ở phía cuối căn nhà thì sẽ là một khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ này có thiết kế rất là đầy đủ, giường ngủ này, tủ quần áo này, tắp đầu giường này, bàn trang điểm này. Và ở phía dưới sàn của phòng ngủ như thế này thì sẽ lát bằng chất liệu là cái phần sàn gỗ xương cá để giúp cho không gian thêm rộng rãi hơn, và đặc biệt thì nó sẽ ấm cúng hơn rất nhiều. Từ đây chúng ta sẽ có một hệ thống hành lang này. Hành lang ở phía cuối này thì sẽ là một hệ thống cửa hậu để đi ra phía sau của căn nhà. Đây là một góc nhìn khác của căn nhà này. Thì nhìn vào góc nhìn này chúng ta có thể thấy được là cái hệ thống kệ tivi thì sẽ được tận dụng ở ngay phía dưới gầm cầu thang. Căn nhà thì được thiết kế theo nhà ống cho nên chúng tôi đã thiết kế này làm sao cái cầu thang ấy thì nó sẽ nằm ngay ở phía bên tay trái này, từ cửa bước vào. Đó, thì chúng ta sẽ đi đến đây, lên khu vực tầng 2. Rất là nhiều góc nhìn đẹp, đúng không ạ? Ở đây thì chính là cái khu vực không gian trên tầng 2 này. Tầng 2 có thiết kế phía bên ngoài này thì sẽ là khu vực phòng thờ kết hợp với phòng sinh hoạt chung. Có một cái bộ bàn ghế nho nhỏ ở đây để chúng ta có thể ngồi nghỉ ngơi. Ban thờ được ngay ở phía đầu nhà thôi, mà hướng ban thờ được chúng tôi tính toán rất là kỹ lưỡng làm sao để đặt cái hướng hợp tuổi với gia chủ, giúp đón tài lộc và vượng khí. Bên trên tầng 2 này có thiết kế là hai hệ thống phòng ngủ, và hai phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có này, đây, một phòng ngủ thường. Đấy, phòng ngủ này có rất là đầy đủ, còn phòng ngủ bên này thì sẽ là phòng ngủ có một nhà vệ sinh khép kín. Hai cái khu vực nhà vệ sinh đều thiết kế tương đồng nhau, đều có tích hợp đầy đủ lavabo, bồn vệ sinh và vòi tắm sen. Và từ đây chúng ta sẽ có một cái hệ thống cửa này đi ra phía khu vực phía sau. Đây chính là khu vực sân phơi. Đây đều là những góc nhìn khác ở bên trên tầng 2. Tiếp theo ta sẽ đến với lại cái ảnh thực tế công trình. Thì đây thì chính là cái khuôn đất mà sau này công trình chúng ta sẽ xây dựng, nằm trên một khuôn đất nó khá là dài. Đây là một căn nhà lô phố. Đây, sau này nó sẽ nằm ở phía khu vực như thế này. Phần đường phía trước thì cũng vô cùng rộng rãi. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với lại cái bản hồ sơ kỹ thuật của công trình này. Công trình được chúng tôi thiết kế gia đình của nhà chị Nguyễn Thị Hoa, địa điểm tại Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nhìn vào phần mục lục bản vẽ chúng ta sẽ thấy thống kê đầy đủ hết tất cả, bao gồm mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết trang trí khác như là chi tiết đa tay vịn, cầu thang, chi tiết mái che, chi tiết vệ sinh, chi tiết cửa đi, chi tiết cửa sổ, vân vân. Tổng cộng ở đây thì sẽ là 37 mục, tất cả đều chúng tôi đánh số thứ tự và ký hiệu đầy đủ để quý vị có thể thuận tiện trong quá trình tra cứu. Phần đường giao thông ở phía trước nhà này rất là rộng này, và đây chính là phần cổng vào nhà. Thì vị trí xây dựng căn nhà sẽ nằm ở đây. Còn khu vực này thì chính là mặt bằng định vị công trình. Ta thấy các kiến trúc sư thiết kế hai bên này thì được thiết kế sát này, sát khu vực ranh giới của thửa đất để có thể là mở rộng tối đa không gian. Phía trước phía sau thì để một khoảng rất là rộng để chúng ta có thể là bố trí nơi vui chơi sinh hoạt cũng như là khu vực sân vườn. Đây chính là mặt bằng bát trạch của công trình. Nhìn vào cái phần này chúng ta sẽ thấy là gia chủ của chúng ta sinh năm 1993. Các hướng tốt hợp với gia chủ thì sẽ là hướng Tây Bắc sinh khí phúc lộc vẹn toàn, hướng Tây Nam thiên y thiên thời che chở, hướng Đông Bắc diên niên mọi sự ổn định, hướng Tây phục vị được sự giúp đỡ. Như vậy khi mà chúng ta biết được những hướng tốt hợp với gia chủ thì sẽ dùng để đặt hướng nhà, hướng bếp, hướng ban thờ. Còn lại những hướng xấu sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh hay nhà kho. Đây chính là mặt bằng công năng của công trình. Nhìn vào chúng ta sẽ thấy là cái chiều ngang mặt trước công trình này thì sẽ là 5,7 m, còn khu vực chiều sâu thì sẽ là 17 m. Như thế chúng ta sẽ có tổng diện tích cho căn nhà này bao gồm hai sàn tầng 1 và tầng 2 rơi vào khoảng tầm là 193 m², vô cùng rộng rãi để chúng ta có thể là bố trí nơi sinh hoạt. Từ sảnh chính rộng 5 m² bước vào phía bên trong thì sẽ là khu vực phòng khách và phòng bếp kết hợp cùng với nhau. Và không gian này lên tới diện tích là 39 m². Một bộ bàn ghế này tiếp khách nằm ở khu vực này này. Phía đối diện thì sẽ là một hệ thống là kệ tivi được đặt là nằm ngay sau khu vực cầu thang. Đây sẽ là khu vực phòng bếp và phòng ăn. Một bộ bàn ăn rất là lớn dành 6 người nằm ở giữa. Ở đây thì sẽ là hệ thống tủ bếp được thiết kế theo thứ tự bếp nấu này, bồn rửa, tủ lạnh, giúp tối hóa được cái chuyển động không gian bếp, đặc biệt để cho căn bếp chúng ta thêm gọn gàng. Dưới tầng 1 thì ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung với diện tích là 6 m² với thiết kế đẩy lavabo ra phía ngoài. Và phía bên trong thì sẽ là khu vực bồn vệ sinh kết hợp cùng với lại vòi tắm sen. Và phía cuối của căn nhà này thì sẽ là một khu vực phòng ngủ rộng 16 m². Trong không gian này có đầy đủ hệ thống giường ngủ, tủ quần áo, tắp đầu giường và bàn trang điểm. Căn phòng này cũng ưu ái là có thêm một cái cửa sổ lớn hướng ra phía sau của ngôi nhà, giúp đón ánh sáng tự nhiên cũng điều hòa không khí ra phòng này tránh ngột ngạt. Và từ đây sẽ có một hệ thống cửa hậu ra phía sau của ngôi nhà. Đây là mặt bằng công năng tầng 2. Thì từ cầu thang bước lên thì ta sẽ có này, bên phía bên ngoài này thì sẽ là phòng thờ kết hợp với cùng phòng sinh hoạt chung rộng 12 m². Ở đây có một ban thờ đặt hợp hướng với tuổi của gia chủ giúp đón tài lộc. Và từ đây bước ra có một hệ thống cửa trượt này ra ban công phía ngoài rộng 3,5 m². Trên tầng 2 chúng ta sẽ có này, phía bên này là một cái khu vực để hệ thống máy giặt. Từ đây bước ra thì sẽ là một khu vực sân phơi rộng 8 m². Còn từ đây bước ra nữa ngoài nữa thì sẽ là một khu vực ban công rộng 6,5 m². Ở trên tầng 2 chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ. Trong đó thì có một phòng ngủ thường và một phòng ngủ khép kín. Phòng ngủ thường là phòng ngủ ở đây nằm rộng là với diện tích là 13,5 m². Và nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2 với diện tích là 4 m². Còn nhà cái khu vực là phòng ngủ master hay là phòng ngủ lớn nhất căn nhà đấy ạ. Đây sẽ là phòng ngủ dành cho gia chủ với diện tích lên tới là 17,5 m² và có một nhà vệ sinh riêng biệt ở phía bên trong rộng 4 m². Và nhà vệ sinh này thì đều được thiết kế đồng trục đồng nhất với nhau, giúp là hộp kỹ thuật đi đường điện, đường nước được dễ dàng hơn. Đây thì sẽ là mặt đứng của công trình. Nhìn vào phần mặt đứng này ta thấy được là tổng chiều cao của căn nhà tính từ cốt sân lên khu vực đỉnh mái thì sẽ là 10,2 m. Trong khi đó thì chiều cao của hệ bậc tam cấp đi lên là 450 mm. Chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,7 m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6 m và chiều cao phần mái như thế này thì sẽ là 2,5 m. Nhìn vào phần mặt cắt này thì chúng ta có thể thấy được này, cái chiều cao của hệ thống cửa đi này, cửa sổ này, rồi là cửa chính này, độ dày của tường, dầm sàn này, những phần nào cần phải đổ bê tông này, phần nào nên hạ cốt, phần nào nâng cốt để đảm bảo là công trình vững chắc và bền bỉ với thời gian. Như ở trong cái căn nhà này chúng ta có thể thấy là ở dưới phía dưới khu vực sàn tầng 1 này sẽ đổ một cái lớp bê tông chống sụt lún này, sàn đây, sàn của mái 1 cũng được đổ bê tông, và đến khu vực là sàn mái phía trên nữa thì sẽ là một cái lớp bê tông kết hợp cùng với lại một cái hệ thống mái tôn đấy thiết kế này, nó có cái phễu thu ở đây để cho căn nhà của chúng ta thì nó sẽ không bị ngột ngạt thấm dột, nước có thể nhanh chóng rơi xuống. Đây là chi tiết cầu thang của công trình. Cầu thang thì bao gồm này chi trụ gỗ này, rồi là tay vịn này. Đây là chính là cái hệ thống không thép hộp của công trình này để trang trí bên trên đấy ạ. Khu vực nhà vệ sinh của chúng ta thiết kế vô cùng rộng rãi. Màu sàn lát gạch là gạch ceramic chống trơn, màu ghi sáng. Tường ốc cũng là ốc gạch ceramic nhưng mà kích thước thì nó sẽ lớn hơn một chút là 300×600. Màu nhạt, màu cà phê nhạt, mạch ốp chủ mới mạch lát. Phần trần căn nhà này sẽ sử dụng là trần bê tông cốt thép. Quý vị có thể lưu ý này, khi mà chúng ta đổ một cái phần bê tông cốt thép phía dưới này thì nó lại sẽ vô tình là nó sẽ tạo ra một cái khoảng không gian rất là lớn từ khu vực phần dưới đến phần bên trên của hệ thống mái. Chính vì thế mà chúng ta có thể tận dụng cái khu vực này làm cái nơi để chứa đồ cho không gian thêm gọn gàng hơn. Tiếp theo là hệ thống cửa chính. Cửa chính của căn nhà này thì sẽ được sử dụng là cửa nhôm hệ kính dày 8.38, kích thước là 27×2m7, số lượng là 1 bộ. Ở đây này chúng ta sẽ sử dụng này cái hệ thống cửa kính 2 lớp thể hiện rất là rõ nét. Dưới này sẽ là hệ thống cửa đi, rồi là cửa sổ của căn nhà. Đây thì chính là phần mặt bằng lát sàn. Nhìn vào không gian này chúng ta có thể thấy được là những cái phần nào mà cần phải ốp những cái loại gạch như thế nào, rồi là những cái phần như thế nào cần phải là cắt gạch để tránh hiện tượng cắt quá nhiều gạch dẫn tốn kém chủ đầu tư. Còn đây sẽ là mặt bằng trần đèn. Về hồ sơ kết cấu của căn nhà này thì căn nhà này sẽ sử dụng là móng cọc bê tông cốt thép tiết diện 200 x 200 mm. Và quý vị có thể nhìn thấy nhá, đây cái căn nhà của chúng ta đây, trên một cái thửa đất. Để tôi phóng gần cho quý vị xem. Đây, đất đây thì sẽ là đất ruộng. Đó. Thì có thể thấy ạ, nó rất là nhiều nước này. Cái kết cấu của cái phần đất đây thì nó rất là mềm, dẻo. Rồi, chính vì thế mà chúng ta nên lựa chọn cái loại là móng cọc bê tông cốt thép tiết diện nhân 200 x 200 để tránh cái hiện trạng là sụt lún này, gây là mất thẩm mỹ. Đấy, để quý vị có thể là tham khảo. Giải pháp kết cấu phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm có ô bàn sàn bê tông cốt thép toàn khối tự trên các dầm khung và dầm phụ kết hợp với đỡ tường ngăn. Ở trong bản hồ sơ kết cấu này chúng tôi có thể hiện rõ rất là nhiều những cái chi tiết, cũng như là cái phần nối cốt thép cho từng phần này. Đó, để quý vị có thể nắm được qua. Và trong cái bảng hồ sơ kết cấu này, ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái phần nữa, đó chính là cái bảng thống kê cốt thép từng phần. Khi mà có bảng thống kê này rồi, chúng tôi đã thống kê rất là rõ này, từng đường kính chiều dài này, rồi cấu kiện bao nhiêu, rồi tổng trọng lượng là bao nhiêu. Đấy, thống kê rất là đầy đủ rồi. Thì chủ nhà chỉ cần là tuân thủ theo đúng những cái như thế này thôi, có thể kiểm soát được công trình này, cũng như là tránh được hiện trạng là thợ ăn bớt quá nhiều. Tiếp theo là về phần hồ sơ điện nước. Điện nước là một phần rất là quan trọng quyết định đến là sinh hoạt hàng ngày của gia đình có thuận tiện hay không. Và trong phần điện nước này thì hiện rất là rõ này, rất là nhiều chi tiết, như bằng chiếu sáng thông gió này, rồi là mặt bằng bố trí ổ cắm internet này, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, rồi là mặt bằng bố trí camera, chống sét tiếp địa, đấy, chống sét mái này, sơ đồ nguyên lý cấp điện, bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Đó, hầu như là trong cái phần này thì rất là rõ nét rồi, quý vị có thể hoàn toàn tham khảo ở trong cái bộ bản vẽ như thế này. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị công trình của gia đình nhà chị Nguyễn Thị Hoa có địa điểm tại Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại.